Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Người già Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian năm 2001 Tập 2 Các vị đồng tu Xin chào mọi người vấn đề từ trên mạng gửi đến tập hợp lại cũng đã không ít tôi nghĩ chúng ta tìm một thời gian khác để trả lời có một số đồng tu một hai ngày phải rời khỏi singapore thời gian rất là bảo quý Hôm nay Chúng ta bắt đầu thảo luận Thập Thiền Nghiệp Đạo Kinh Ở trong Bộ Kinh Điển này Cũng có thể giải quyết Được rất nhiều vấn đề của chúng ta như ở chỗ này có một vấn đề tôn giáo dung hòa là một đại thắng sự nếu chúng ta cũng đi nghe kinh điển của ngoại giáo phải chăng là trái ngược với một môn thâm nhập không giáo đích thực có tà chánh phải phân biệt rõ ràng thế nhưng đối với người có độ sâu kiến giải của họ thì không như vậy những người này chân thật không bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn cho nên tà chánh sẽ không còn hiện tại chúng ta là phạm phu sẽ bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng thế nên tà chánh cần phải phân rõ phải xa tà thân chánh đây là tùy thuận căn cơ mà nói Hôm nay xin mời mọi người xem Thập Thiền Nghiệp Đạo Kinh Phía trước có Thượng Dụ của Hoàng Đế Ung Chánh Chúng ta cùng xem cái chương này Đế Dương của Triều Thanh Đều là đệ tử của nhà Phật Hơn nữa Vào thời Khang Hy ung um chánh càn long ba triều đại này là thời kỳ thành trị nhất của tiền thanh họ mời pháp sư vào trong cung giảng kinh chúng ta xem trong ghi chép thấy giảng kinh vô lượng thọ lấy lý luận giáo huấn của kinh vô lượng thọ để trị quốc Việc làm này rất đáng được tán thán. Trong cung đình đọc kinh giảng kinh, xây dựng cùng hiểu. Đây là cách làm rất trí tuệ, rất cao minh. Họ không dùng ý riêng của chính mình. Không bảo người khác nghe ta nói như thế nào đó. Không phải như vậy nghe phật nói Hoàng đế còn nghe phật thân tử thứ dân đều nghe theo phật thì lòng người bình lặng cho nên thiên hạ đại trị chúng ta xem cái chương này của ông liền biết được triều nhà thanh làm cách nào trị tốt được quốc gia chỗ này lộ ra một chút tin tức thượng dụ dùng lời hiện tại mà nói chính là cuốn từ của hoàng đế trẫm duy tam giáo chi giác dân ư hải nội giả lý đồng xuất ư nhất quyên đạo binh hành nhi bất bội cái đoạn này là chỉ ra tổng cương một lời nói ra hết chậm cái chữ này là thời đại thượng cổ bao gồm tất cả mọi người đều tự xưng cũng giống như hiện tại xưng là tôi thời đại thượng cổ đều xưng là chậm cái chữ này biến thành hoàng đế chuyên dùng là từ tần thị hoàng tần thị hoàng mới bắt đầu dùng cái chữ trẫm này từ xưng của hoàng đế vì sao mọi người xưng chính mình đều không dùng cái chữ này chúng ta phải biết nguyên do cái chữ này trẫm duy dùng hiện tại bà nói là tôi cho rằng tôi nhận định chính là cái ý này tam giáo là nho thích đạo của thời xưa Trung Quốc gọi là ba nhà ba nhà đều là thuộc về giáo học các vị phải nên biết chỉ giáo này là giáo học không phải tôn giáo tôn giáo ở Trung Quốc đích thực là rất muộn vì sao mới có danh từ này hơn nữa không phải là từ trung quốc mà có mà là từ nhật bản truyền đến cho nên trung quốc không có cái danh từ tôn giáo này cũng không có khái niệm về tôn giáo đây là từ bên ngoài truyền đến trung quốc đói giáo là ý nghĩa của giáo hóa ý nghĩa của giáo dục làm thế nào giáo hóa chúng sanh giáo hóa ý nghĩa của hai chữ này rất hay giáo là hành vi hóa là kết quả chúng ta tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền nhân thế là liền sanh ra thay đổi việc này thường gọi là thay đổi khí chất hóa ác thành thiện hóa mê thành ngộ hóa phàm thành thánh đây là nói hiệu quả của giáo học cho nên người trung quốc dùng từ dựng giáo là nhân hóa là quả ý nghĩa rất là hoàn mỹ đây là nói nho gia đạo gia phật gia ba loại giáo dục này giác dân ư hải nội là dạy nhân dân giác ngộ hải nội là chỉ trung quốc ở trung quốc xúc tiến giáo dục giác dân cái ý nghĩa này rất hay quyết không phải là mê tín là dạy chúng sanh giác ngộ lý đồng xuất ư nhất nguyên lý luận căn cứ của nó là như nhau từ trên hình thức và xem đều là căn cứ vào hiếu đạo sư đạo đây là nho thích đạo ba nhà đều nói hiếu đạo đều giảng tôn sư tuy là cách nói của họ không như nhau phương pháp cũng có khác biệt mục tiêu phương hướng của họ quyết định là giống nhau cho nên đạo tinh hành nhi bất bội Hoàn cảnh của Trung Quốc lớn đến như vậy Nhiều nhân khẩu đến như vậy Vào ngày trước Quốc gia Không lập nhiều trường học đến như vậy Ai giáo hóa chúng sanh vậy Do ba nhà này Họ gánh giác trách nhiệm giáo hóa chúng sanh Giúp đỡ quốc gia Giúp đỡ hoàng đế Giúp đỡ xã hội khiến xã hội đại chúng chân thật đạt được đời sống hạnh phúc an hòa lợi lạc là... đây là đem lợi ích thù thắng của tam giáo ba nhà một câu nói ra hết thế nhưng con người họ có phân biệt chấp trước họ có phiền não tập khí thế là không bao dung lẫn nhau loại tình hình này không khó lý giải xã hội ngày nay vấn đề này càng nghiêm trọng lỗi lầm xảy ra ở chỗ nào vậy ung um chánh cũng chỉ một câu nói ra hết nhân duy bất năng hốt nhiên quán thông đây là lỗi lầm căn bản tại vì sao không thể bao dung lẫn nhau đố kỵ bài xích lẫn nhau chính là không có hốt nhiên quán thông hốt nhiên là đại ngộ có thể ngộ nhập cảnh giới của thánh hiền sự lý quán thông rồi vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết không thể bỗng nhiên quán thông ư thị nhân các vị tâm vị tâm chính là nói vọng tưởng phân biệt chấp trước mỗi một người vọng tưởng phân biệt chấp trước không như nhau Tâm các dị kiến Cách nhìn cách nghĩ của mỗi một người không như nhau Thế là phiền đảo tập khí hiện tiền Mộ đạo giả Vị Phật bất như đạo chi tôn Mộ đạo chính là đạo giáo Tín đồ của đạo giáo Họ nói Phật không có tôn quý như đạo vậy thế là tôn đạo xem thường phật vấn đề liền xảy ra hướng phật giả vì đạo bất như phật chi đại đệ tử phật tôn sùng phật phật lớn đạo không lớn như phật Nhi nho giả hữu Hiềm tị dị dân Dị di dị đoan Học trò của khổng tử Cho đạo cùng Phật tránh xa Cho là dị đoan Dị đoan chính là Không phải chánh pháp Nói hơi khách sáo hơn so với tà pháp không phải chánh đạo thế là ba bà giáo bài trừ lẫn nhau hoài hiệp tư tâm phân tranh giác thắng nhi bất tương hạ à. sự việc này từ xưa đến nay đã có nhất là giữa tín đồ với tín đồ tồn tại đối lập mâu thuẫn đôi bên tranh hơn không ai chịu thấp hướng lên trên và đi bên trên đi không được mấy ngày trước cư sĩ lý mộc nguyên còn nói với tôi Ông nói Môn hạ đệ tử của Thái Hư Cùng đệ tử môn hạ của Diên Anh Không thể hòa thuận lẫn nhau Công kích lẫn nhau Không nhường nhịn lẫn nhau Sau đó hai vị lão Pháp Sư này gặp nhau Rất là khách sáo tín đồ vừa thấy chẳng biết là việc gì Vì sao hai vị lão Hòa Thượng này Họ gặp nhau khách sáo đến như vậy Bên trên không có việc như vậy Bên dưới không phục Luôn cho là sư phụ của mình rất tuyệt là đệ nhất Người khác đều không bằng Hiện tại Loại tập khí này Càng sâu hơn Đến đâu cũng đều có thể xem thấy Cho nên chúng ta Đọc cái chương thượng dụ này Cảm xúc rất sâu hay nói cách khác bên trên không có lỗi lầm lỗi lầm đều là ở phía dưới chúng ta xem tiếp đoạn sau trẫm dĩ trì tam giáo chi luận diệt duy đắc kỳ bình nhi kỷ hỷ đây là hoàng đế ung chính chính mình nói Cách nhìn của ông Đối với Tam giáo Không giống như người khác Vì sao vậy? Ba giáo đều hạ công phu Chỗ này chính là phía trước nói Hút nhiên quán thông cho nên Diệt duy đắc kỳ Bình nhi kỷ hỷ Bình là bình đẳng Ba giáo đích thực Bình đẳng Ngày nay chúng ta thấy Singapore Hiện tại Singapore là chính tôn giáo Ngày trước Chính tôn giáo này Không hề qua lại với nhau cũng là mỗi mỗi đều cho rằng chính mình là đệ nhất người khác luôn là không bằng ở trong phật pháp gọi là tự khen mình chê người phật nói tự khen mình chê người cái điều này ở trong du già giới bổn là trọng giới trong phạm vọng giới bổn đều xếp vào giới điều không cho phép tự khen mình chê người là đang tạo nghiệp bạn tuyệt nhiên không hiểu rõ đối với người khác thì xem thường quỷ bán cái tội này rất nặng tự khen là ngạo mạn là thuộc về một phần của tham sân si người chân thật có trí tuệ biết được pháp pháp bình đẳng phật ở trên kinh kim cang nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp có một số người nói Phật nói Pháp môn bình đẳng Đại khái là Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra tất cả kinh giáo Đây là chúng ta nghĩ như vậy Có phải là ý của Phật hay không? Ai cũng không dám nói Phật là cái ý này phải không? Ngày đây chúng ta đọc Hoa Nghiêm từ trong khải thị của hoa nghiêm bà nói phật không phải là cái ý này phật nói pháp môn bình đẳng là tất cả pháp thế xuất thế gian bao gồm tất cả các tôn giáo còn bao gồm tà pháp vì sao vậy nó mới có thể tương ưng được với đại phương quảng Tà Pháp không nhận ở chỗ này Chỉ thì không phải Đại Phương Quảng Tà Pháp cùng Chánh Pháp cũng bình đẳng Cái đạo lý này rất khó hiểu Tại vì sao nói nó bình đẳng Đồng xuất ư nhất quyên chánh pháp là tâm hiện thức biến tà pháp cũng là tâm hiện thức biến liệt khỏi tâm thức thế xuất thế gian không có pháp nào có thể được tà chánh từ chỗ nào phân kinh đại thừa chúng ta đọc nhiều rồi biết được với pháp tánh tương ưng gọi là chánh trái ngược với pháp tánh gọi là tà Ta tránh như vậy mà phân Tương ưng không tương ưng Chúng ta không nói nó Gốc là một thứ Đều là từ đây sanh ra Chúng ta phải sâu sắc hiểu rõ cái đạo lý này Sau đó quay đầu quán sát lại chính mình Chúng ta chính mình Một niệm tâm thiện là chánh Một niệm tham sân si là tà Tà chánh ngay bản thân Một niệm ác Là trong vọng tưởng phân biệt biến hiện ra Một niệm thiện Là trong chánh tri biến hiện ra Dòng tưởng cùng chánh tri là một không phải hai Khi mê rồi gọi là dòng khi giác rồi gọi là chánh Do đây có thể biết Chánh pháp tà pháp Chính là giác mê mà thôi Giác ngộ rồi tà pháp biến thành chánh pháp Mê rồi chánh pháp cũng biến thành tà pháp Đây mới là chân thật Hiểu rõ đạo lý Cho nên ba giáo dạy người Đều gọi là giác giác chính là chánh pháp dạy người chuyển mê thành giác tướng của b là sáu cõi ba đường tướng của giác ngộ là bốn thánh nhất chân hiện tướng không như nhau Quả báo không như nhau Quả báo của mê khổ Quả báo của giác ngộ vui Cho nên năng đắc kỳ bình Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để xem Tắc ngoại lược hình tích chi gì Nội chứng tánh lý chi đồng Nhi tri tam giáo Sơ vô dị chỉ Vô phi dục nhân đồng huy ư thiện Bạn chân thật hiểu rõ Chân thật thông đạt Thì bạn không chú trọng hình thức Mà chú trọng nội hàm của nó chú trọng thực chất của nó tôi lần đầu khi gặp mặt tổng thống nathan ông nói với tôi một câu như thế này ông nói ông ở trong tất cả các tôn giáo ông tôn trọng nhất chính là phật giáo phật giáo chú trọng thực chất mà không trọng hình thức Lời nói này là người rõ lý, người không rõ lý không thể nói ra được. Cho nên chúng ta rất tôn kính đối với ông. Có thể thông qua cái ải này, không chỉ là tôn giáo thế xuất thế gian đều bình đẳng. Tất cả các pháp đều bình đẳng Bình đẳng tánh trí của chúng ta Mới có thể xuất hiện Phân biệt chấp trước Mới có thể buông xả Cho nên Trong Pháp Đại Thừa nói Duyên nhân thuyết Pháp Vô Pháp bất duyên Lại nói với chúng ta Có Pháp nào không phải là Phật Pháp Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Không có Pháp nào không phải là Phật Pháp Yêu ma quỷ quái cũng là Phật Pháp Phật là gì vậy? Ý nghĩa của giác Chỉ cần bạn thông đạt tương tận giác ngộ rồi Thì cái Pháp này gọi là Phật Pháp Nếu bạn không hiểu rõ không giác ngộ mê ở trong đó kinh điển đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh cũng không phải là phật pháp phải hiểu rõ được cái đạo lý này pháp là tất cả các pháp đây là chúng ta bình thường giải thích đạo lý của tất cả vũ trụ nhân sinh tất cả quá trình diễn biến hình thành dùng một chữ làm tổng đại danh từ gọi là pháp phật là cái ý gì vậy đều thấu hiểu thông đạt đối với những pháp này thì gọi là phật tất cả pháp thế xuất thế gian triệt để thông đạt tương tận con người này chúng ta liền gọi họ là Phật. Họ không mê hoặc đối với tất cả pháp. Sau khi tường tận, chúng ta mới biết được chỉ cần là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tương ưng với thiện, tương ưng với giác. Phật pháp nói ba chữ tiêu chuẩn là giác chánh tịnh Tương ưng với giác chánh tịnh Thì gọi là Phật Pháp Trái ngược với giác chánh tịnh Chúng ta gọi là tà Pháp Các vị nghĩ lại xem Pháp làm gì có tà chánh Tà chánh ở mê ngộ Ngộ rồi thì giác chánh tịnh Mê rồi chính là mê tà nhiễm Đối diện với giác là mê Đối diện của chánh là tà đối diện của tịnh là nhiễm nếu như cái pháp này dạy chúng ta mê tà nhiễm vậy thì không phải là chánh pháp chúng ta gọi nó là tà giáo tà pháp họ dạy chúng ta chính là giác chánh tịnh thì đây là chánh pháp chúng ta chưa minh tâm kiến tánh hay nói cách khác chúng ta ở trong mười pháp giới phải học chánh pháp phải diễn ly tà pháp đợi đến khi bạn siêu vượt mười pháp giới bạn vào pháp giới nhất chân rồi thì tà chánh sẽ không còn ở trong mười pháp giới có trong pháp giới nhất chân không có pháp giới nhất chân là viên mãn đại giác phải hiểu cái đạo lý này Xin mời các vị mở kinh văn Chúng ta xem tiếp Thượng dụ của Hoàng đế Ung Chính Tờ thứ nhất Đếm xuống hàng thứ ba Xem từ nửa đoạn sau tôi đem mấy câu chánh văn đọc qua đối chiếu ở chỗ này phù phật dân chi ngũ giới thập thiện đạo nhân ư thiện giả ngô nho chi ngũ thường bách hạnh tú dịch tương cần hữu nhân bất dẫn nhân di thiện giả tai xem từ đoạn này cái đoạn phía trước là đem tông chỉ của ba giáo vì chúng ta nói ra tông chỉ cội gốc của nó chỗ này cũng chính là khế cơ khế lý mà nhà phật nói lý là đồng xuất ư nhất nguyên Cơ thì không như vậy Cho nên mới có ba loại phương pháp giáo học này Tiếp dẫn ba loại căn tánh khác nhau Cái này cùng với giáo học của Phật Pháp Đại Thừa nói Hoàn toàn tương ưng với nguyên lý, nguyên tắc Phương pháp, hình thức tuy là không giống nhau Phương hướng, mục tiêu của nó đều như nhau Đó chính là đồng quy ưu thiện Tiêu chuẩn của thiện Là phải tương ưng với tâm tánh Tương ưng với tánh đức Đây là Nguyên tắc không thay đổi. Thế nhưng mức độ tương ưng với tâm tánh đích thực có cạn sâu rộng hẹp khác nhau. Chúng ta biết được pháp thân là tối thanh tịnh. Pháp thân đại sĩ pháp giới bốn thánh hơi kém hơn một chút so với pháp thân đại sĩ. Cõi trời lại kém xa hơn một chút cõi người thì còn xa hơn ba đường ác thì hoàn toàn trái với tánh đức giáo giới của phật phật chế định ra cho chúng ta một số quy luật nhà phật thường gọi là giới luật đều là nương vào cái nguyên tắc này mà nói ra việc này chúng ta phải nên tường tận sau đó mới có thể thể hội trí tuệ chân thật của chư phật bồ tát từ bi vô tận phương tiện khéo léo nhất là người chân thật có trí tuệ đối với hình dị tuyệt đối không đem nó để ở trong tâm mà trọng thực chất hình dị là then chốt ở khế cơ thực chất là khế lý Quả nhiên khế lý căn tánh của chúng sanh vô lượng Vô biên Chúng ta không cách gì hiểu rõ Chúng ta xem trong hoa nghiêm Cho dù dùng tham sân si Tiếp dẫn một loại chúng sanh Việc này chúng ta xem ra dường như là Trái ngược với tánh đức Kỳ thật họ không trái ngược chúng ta đi làm thì trái ngược họ đi làm thì không trái ngược nguyên nhân này do đâu tâm địa của họ thanh tịnh họ không nhiễm trước hòa quan hồng trần tại vì sao chúng ta không thể làm chúng ta bị ô nhiễm hay nói cách khác chúng ta tiếp xúc cảnh giới liền khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước họ là pháp thân đại sĩ tiếp xúc cảnh giới họ không có dòng tưởng phân biệt chấp trước cao là cao ngay chỗ này lìa tất cả dòng tưởng phân biệt chấp trước liền tương ưng với pháp tánh nhiễm dòng tưởng phân biệt chấp trước gì thì trái ngược đó là tạo nghiệp thế là phật chế định giới hạnh cho chúng ta Chúng ta là sơ cấp nhất Cho nên nhất định Phải tường tận Phải có thể khẳng định Ngày nay chúng ta là sơ cấp nhất Phật dạy chúng ta cái gì? Thập thiện nghiệp đạo Đây là sơ cấp nhất Lớp mầm non của Phật giáo Chúng ta có thể làm được hay không? nếu không thể làm được thì tư cách lớp mầm non của phật giáo cũng không có việc này chúng ta chính mình cần phải phản tỉnh chúng ta học phật rốt cuộc là ở giai đoạn nào chính mình rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo sau này pháp sư thái hư đã giảng nhân thừa của ngũ thừa Phật Pháp. Năm giới mười thiện thuộc về nhân thừa. Thiên thừa cần phải thêm tứ vô lượng tâm. Nhiều ít đều có chút định huệ mới có thể từ chỗ này hướng lên trên cao. Hôm nay chúng ta xem tiếp Phù Phật Thị Chi Ngũ Giới Thập Thiện Cái chữ phù này Không có ý nghĩa Là lời trợ từ Nhà Phật Nói ra Năm Giới Mười Thiện Đây là nền tảng của Phật Pháp Đại căn Đại Bổn của Phật Pháp đạo nhân ư thiện giả đạo là dẫn đạo hướng dẫn người hướng thiện học phật phải từ ngay chỗ này mà học người khác không thể làm chúng ta nhất định phải làm quyết định phải tuân thủ Giới cùng thiện Ở trên hình thức là như nhau Ở trên quả đức không như nhau Việc này cần phải biết Cho nên thọ giới cùng hành thiện Không như nhau Ngũ giới là Không sát sanh Không trộm cắp Không tà dâm Không giọng ngữ Không uống rượu Trong mười thiện cũng là Không sát sanh, không trộm cấp, không tà dâm Không giọng ngữ Xem ra thì dường như giống như nhau Thế nhưng Quả báo của họ không như nhau Giới Là bạn chánh thức Tiếp nhận Giáo huấn của Phật Đà Mà chính mình phát nguyện cũng giống như người thế gian gọi là phát thệ rồi. Bạn đã từng phát ra thệ nguyện muốn học. Mười thiện không có. Mười thiện bạn không phát ra loại tâm này. Quả báo, mười thiện là mong cầu phước báo. Năm giới thì không phải phước báo. Chỗ này không như nhau. Năm giới là cầu cái gì? Cầu được tâm thanh tịnh Nhân giới được định Nhân định khai huệ Trên hình thức là như nhau Mục đích phương hướng thì không như nhau Một cái là mong cầu phước báo Một cái là mong cầu định huệ Đây là giới cùng thiện có khác biệt Năm giới nhất định phải ở trước mặt Phật Bồ Tát Thọ Mười thiện thì không cần Cho nên Cùng tu học mấy khóa mục này Dụng ý ở chỗ nào vậy? Mục đích ở chỗ nào vậy? chính mình phải rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo phật pháp tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì giới có thể đoạn tham sân si mạng nghi Thiện không có loại năng lực này dụng ý cũng không có ở chỗ này cho nên đây là căn bản nhất dẫn dắt người hướng thiện ngô nho chi ngủ thường bách hạnh chúng ta xem từ chỗ này hoàng đế ung chánh ông tự xưng ngô nho ông dùng hai chữ này ông là người trung quốc nhận mình là người trung quốc ông không phải là người nước ngoài mãn thanh vào làm chủ trung quốc thì cùng trung quốc đồng một quốc gia đồng một dân tộc ngô nho chúng ta nhà nho bạn xem thấy cái ý nghĩa này nhà nho nói ngủ thường cùng nhà phật nói ngủ giới rất gần nhau ngủ thường là nhân lễ nghĩa trí tính Nhân Thì không sát sanh Sát sanh thì bất nhân Nghĩa là không trộm cắp Lễ Là không tà dâm Trí Là không uống rượu Tính Là không giọng ngữ cùng giới năm giới của nhà Phật là tương đồng. Người có thể giữ được năm giới. Đời sau nhất định được thân người. Chúng ta có thể được thân người ngay trong đời quá khứ giữ năm giới. Chỗ này trong pháp đại thừa gọi là dẫn nghiệp. Dẫn đạo bạn đến cõi người để thọ sanh. thế nhưng chúng ta đều được thân người là cùng đồng một dẫn nghiệp. Thế nhưng mỗi người một diện mạo đều không giống nhau, hoàn cảnh đời sống không như nhau. Giàu sang, bần tiện không như nhau, đây là một sức mạnh riêng biệt. Cái sức mạnh này gọi là dẫn nghiệp. Mãn nghiệp là gì? Nghiệp thiện ác. Ngay trong đời quá khứ tu thiện nghiệp nhiều thì ngay trong đời này được giàu sang thì nghiệp tu được ít thì ngay đời này tương đối bần khổ hai loại sức mạnh chúng ta chính mình phải rõ ràng phải tường tận thì sau đó sẽ không trách người quán trời cho dù sống ngay trong nghịch cảnh cũng sẽ không quán trời trách người vì sao vậy ngay trong đời quá khứ đã tạo nhân bất thiện ngay đời này bị cái quả báo này chính mình đương nhiên có thể vui mà tiếp nhận con người này mới có thể tu hành mới có thể hành đạo nếu như khoáng trời trách người cái ý niệm này liền tạo tội nghiệp Ngũ Thường là lão tổ tông Trung Quốc. Mấy ngàn năm dạy bảo con em. Thường quy để đối nhân sự thế, tiếp vật. Thường chính là không thể gián đoạn. Người Trung Quốc tiếp nhận giáo dục này mấy ngàn năm Tuy là gần đây bị mất đi Mọi người không nói Cái gốc đó luôn tồn tại Ngày nay chúng ta gọi là Nhân nghĩa đạo đức Nói Phật Pháp Đại Thừa Người Trung Quốc dễ dàng tiếp nhận Đây là nguyên nhân gì? Cái gốc đó vẫn còn Chúng ta từ năm giới Từ ngũ thường Quán sát từ giáo dục này Người Trung Quốc xem thấy Tất cả mọi người Xem thấy tất cả mọi vật Đều là thiện Tất cả mọi người Đều là người tốt Nhân giả vô địch trong ngũ thường cái thứ nhất chính là nhân người nhân từ không có đối thủ nếu như có đối đầu với ta thì người này không có nhân từ người khác có thể đối địch với ta ta quyết không đối địch với người bảo người khác không đối đầu với ta thì thật khó đây không phải là giáo huấn của thánh hiền chính ta không thể đối đầu với người khác người khác đối đầu là việc của họ họ xem thường ta chúng ta không dám xem thường họ họ hủy bán ta chúng ta không được hủy bán họ họ nhục mạ ta hãm hại ta chúng ta quyết không dùng tâm lý báo thù để đối lại với họ. Đây là học thánh học hiền. Thánh hiền nhân cùng phàm phu khác biệt chính ngay chỗ này. Phàm phu tạo nghiệp, thánh hiền nhân tu công tích đức không như nhau. nếu không mà nói chúng ta đọc sách thánh hiền học giáo thánh hiền học đến chỗ nào vậy mấy khóa mục này cần phải ghi nhớ mỗi giờ mỗi phút đều không thể trái ngược đó gọi là tu hành nếu như tư tưởng kiến dạy của chúng ta hành vi trái với ngũ giới ngũ thường bạn sai rồi biết được sai rồi phải bao đem nó tu sửa lại đây là tiêu chuẩn thiện ác của đại thánh đại hiền thế xuất thế gian đây gọi là thiện phù hợp với tiêu chuẩn này mới gọi là thiện không phù hợp với tiêu chuẩn này đó không phải là thiện người khác bất thiện chúng ta không được làm việc bất thiện theo họ chúng ta phải hành thiện để cảm hóa họ chúng sanh vì sao tạo tác bất thiện phiền đảo tập khí quá nặng không có người dạy bảo họ trong kinh vô lực thọ Phật giảng rất hay Tiên nhân bất thiện Bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả Thù vô quái giả Có thể lượng thứ họ Cha mẹ của họ không dạy bảo họ Lão sư của họ không dạy bảo họ Người lớn của họ không dạy bảo họ Thì họ làm sao biết được Không có người dạy Họ biết được Thì đó là Phật Bồ Tát tái sanh Đó là Bậc Thánh Hiền Không phải Phạm Phu người phàm không có người giáo huấn phiền não tập khí làm gì mà không hiện hành chứ cho nên chúng ta tường tận chỗ này tuy là nói nho thích đạo ba giáo trên thực tế nội dung chỉ nói đến phật cùng nho Bách hạnh Hạnh là hành vi Bách là hình dung số nhiều Tuyệt đối không phải là nói Một trăm điều Ngũ thường cái chữ ngũ này Đích thực rõ ràng là số tự Bách hạnh thì không phải là một chữ số Là một hình dung từ Nhà nho gọi là Ba ngàn oai nghi ở trong lễ nghĩa đã nói Bách hạnh chính là chỉ những việc này Đều là Dụ đạo tương khuyên Dẫn người làm thiện Phía sau Hoàng đế ung tranh Nêu lên một câu chuyện Đoạn câu chuyện này Là một sự việc Vào thời nhà Tống Tích Tống Văn Đế Dấn Thi Trung Hà Thướng Chi Nhật Lục Kinh Bổn Thị Tế Tục Lục Kinh là nhà nho toàn bộ điển tích của nhà nho. Mọi người đều biết thập tam kinh. Nó tổng cộng có 13 bộ. Lục kinh trên thực tế cũng chính là chỉ thập tam kinh. Tông chỉ của nó. Tông chỉ của giáo học là Tế tục hay nói cách khác Đoàn chánh phong khí xã hội Mục đích của nó chính ngay chỗ này Nhược tánh Linh chân yếu Tắc dĩ Phật Kinh Di chỉ Nam Nói đến học tâm tánh Phật Kinh là đệ nhất cũng chính là nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh phật kinh giảng nói được rất thấu triệt nội dung của phật kinh dùng khóa mục của giới học thuật ngày nay mà nói bao gồm tất cả Chân thật là Đại viên mãn Mà trong kinh điển thường hay nói Tổng văn đế ông hiểu Như xuất thổ chi dân Giai thuần thự hóa Tắc ngô tọa chí thái bình hỷ tiến cử phật pháp xuất thổ chi dân dùng lời hiện tại mà nói là nhân dân cả nước nhân dân toàn quốc đều có thể học tập phật pháp đều có thể tiếp nhận giáo dục của phật đà thuần là tâm chân thành thử chính là nói phật pháp đều có thể dùng tâm thuần phát tâm chân thành tiếp nhận giáo huấn của phật đà vậy thì ta liền tọa chí thái bình thiên hạ vô sự làm thái bình thiên tử không phải lo lắng bất cứ việc gì đây là từ trước người lãnh đạo quốc gia có nhận biết đối với ba giáo ung chánh có thể nêu ra mấy câu nói này đương nhiên họ nhận biết họ tán đồng cách nói này họ thưởng thức cái cách nói này chúng ta cũng biết được họ đương nhiên học tập loại cách nói này cho dù họ làm đến được nhiều ít với lĩnh ngộ của họ có quan hệ họ không làm đến được cái bộ phận này với tập nhiễm của họ có quan hệ tập nhiễm là phiền não tập khí công phu càng sâu phiền não tập khí sẽ càng tan nhạt Chân thật khế nhập cảnh giới Hoàng đế không làm Hoàng đế thuận trị triều nhà thanh xuất gia Thích ca mâu ni Phật thông đạt việc này Dương gì không cần Một lòng một dạ Từ nơi công tác giáo học việc này còn vui hơn là làm hoàng đế đây là đại lạc so với làm hoàng đế còn phú quý hơn vậy thì người chân thật thông đạt mới được không hoàn toàn thông đạt vậy thì không được ung chánh xem là rất không tệ ung chánh vì con trai của ông xây dựng nền tảng cho nên càng long là thời đại thành nhất của triều thanh ông xây dựng cái nền tảng này chúng ta biết được khang hy ung chánh càng long ba triều đại này trong cung đình ngày ngày đọc kinh vô lượng thọ giảng kinh vô lượng thọ Đây là quan niệm của họ Dùng kinh du lực thọ để trị quốc Họ có cái cùng hiểu này Phía sau là Hà huống chi đích đói thoại Hôm nay thời gian hết rồi Chúng ta chỉ giảng đến chỗ này Hà huống chi đích đói thoại Cho ta khải thị rất lớn Các vị nếu như là tường tận rồi Ngày đây thế giới tuy là loạn Chúng ta chăm chỉ nỗ lực học tập Bạn sẽ có tính tâm Giúp đỡ xã hội Giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Không nên cho rằng Cá nhân chúng ta tu trì Cái lực này quá yếu kém Vậy thì chúng ta không hiểu rõ Chân tướng sự thật Hiểu rõ chân tướng sự thật thì bạn không có loại phân biệt chấp trước này. Chúng ta mỗi người nỗ lực tu hành. Cho dù một chút việc làm đều không có, thế nhưng thầm lặng cảm hóa. Cái sức mạnh này vẫn là không thể nghĩ bàn. Sẽ ảnh hưởng những người chung quanh bạn, sẽ ảnh hưởng thế giới, sẽ ảnh hưởng đời sau. Tu trì của một người, công đức to lớn nếu chúng ta không thâm nhập kinh tạng thì không cách gì hiểu rõ luôn cho rằng cá nhân một người tu hành có cái gì là cừ khôi đâu một người tạo tội nghiệp có gì để đáng nói đâu một người tạo tội nghiệp liên lụy xã hội liên lụy đời sau lỗi cũng là không cách gì nói hết cần phải đem những sự việc này làm cho rõ ràng đoạn ác tu thiện phá mê khai ngộ a di đà phật cẩn dịch vòng tay cư sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng xanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật